Gần đây, qua sinh nhật đây. Chưa thi nhưng mà súng quá, muốn lên ngay bây giờ. Không phải chỗ để các đứa trẻ có thể hát ca. Khác xa vì có vạn nạn đói, ánh sáng phát ra đâu có thể chặn tới. Dù bao tháng ngày đã qua, không phải có thêm bạn mới. Cái cỏ và lá hoa không bao giờ được bàn tới. Ta sẽ phải nhìn trái đất sâu xa mà hai cái mắt rồi ta sẽ nhận ra chính ta phải chẳng hề giá đất để có được hôm nay. Còn người tôi quên hôm nay mà kể những điều hôm nay không nhớ về điều đã mất. Đừng có sống chậm như con dream, đừng gổ vì cuộc đời đã chóng hết như là pin con thỏ. Kể từ khi còn nhỏ đến khi mà tim mình còn thở, kiểu gì mình cũng phải đi dù là đi để trở về. Chết. Chúc mừng sinh nhật. It got me stone cold. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.